Thưa quý vị, khu di tích Dàm Nhật Tảo là nơi gắn liền với chiến công lẫy lừng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực khi đốt cháy tàu Esperance, tàu hy vọng của thực dân Pháp vào ngày 10 tháng 12 năm 1861. Toàn bộ khu di tích tòa lạc tại địa phận huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, với diện tích rộng hơn 6 hecta, gồm những hàng mục đền tưởng niệm, nhà văn bia, nhà trưng bày, công viên cây xanh, Đền tưởng niệm Nguyễn Trung Trực được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của đình làng Nam Bộ, bao gồm gian thờ chính thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực, gian phụ bên phải thờ các tướng lĩnh, gian phụ bên trái thờ các nghĩa quân phong trận. Đến nhà trưng bày, ngay bên ngoài cửa chính là mô hình chiến hạm hy vọng. Bên trong trưng bày 6 chuyên đề chính gắn liền với thân thế, sự nghiệp của anh hùng Nguyễn Trung Trực, cùng những tài liệu, hình ảnh tái hiện lại diễn biến của Trần Nhật Tảo rất là tự hào cái tinh thần yêu nước à, của anh hùng Nguyễn Trung Trực đã cùng với lại lực à, lượng cách mạng là đánh đổ cái cái con tàu của thực dân Pháp. đây là một hành động rất là là, là là anh hùng. Thì cái thế hệ chúng tôi thì cũng rất là là luôn ghi nhớ đến cái công ơn của anh hùng Nguyễn Trung Trực và sẽ cố gắng và phấn đấu và học tập và lao động công tác tốt. Vàm Nhật Tảo được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích quốc gia năm 1996. Nơi đây không những có ý nghĩa lịch sử mà còn có giá trị tham quan du lịch.